Hello anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập mã Core setting nhá. Đầu tiên thì anh em vào cài đặt này. Vào điều khiển. Tùy chỉnh này. Rồi nhấn vào bố cục. Anh em ấn bố cục tìm. Rồi dán nó vào. Xong. Tìm kiếm. Anh em nhấn vào xem trước quạt sử dụng nhá. Đấy. Xong rồi ấn xác nhận. Đổi và sử dụng rồi thoát ra đấy, thì đây là mình đi copy mấy cái mã ngon về cho anh em nhé, cái setting anh em xài ấy. Rồi cái thứ hai là cái độ nhạy setting nhập nhập mã setting độ nhạy nhé, vào quản lý phương án này, ấn vào bố cục tìm này, rồi anh em dán vào. Lưu ý nhá, lưu ý dán vào là đừng có dấu cách này. Đấy. Dấu cách phía ở phía sau cùng là cũng không được nhá, là bị lỗi nhá. Anh em phải xóa. Phía trước cũng vậy. Anh em thử xóa nó đi. À, xong rồi. Xem trước này. Đấy. Như này là thành công nha anh em. À, sử dụng bố cục. Đấy. Lưu ý nữa cho anh em là cái con dê setting của anh em đi xin về á, có ra cái con trỏ điều khiển này mà anh em xin mà người khác sử dụng bố cục 3 mà anh em về paste vào cái bố cục 1 là cũng không được đâu nhá, phải đúng cái bố cục 3 này về mới paste vào được, về mới dán vào mới sửa mình mới sử dụng được, còn mà anh em người ta sử dụng bố cục 3 về dán bố cục 1 là cũng không được đâu. Độ nhạy thì nó không 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 ấy, độ nhạy này thì mỗi một cái là được, mà anh em xin là xin điều khiển cái bố cục điều khiển này thì về dán vào bố cục điều khiển này, còn mà xin độ nhạy thì về dán vào độ nhạy, đừng có xin độ, đừng có xin co re đồ họa điều khiển về anh em dán vào độ nhạy là bị lỗi hết nhá, anh em phải lưu ý hai cái điều này. Xin co re điều khiển thì về dán vào điều khiển. Xin co re độ nhạy thì về dán vào độ nhạy. Đấy. Thì co re setting thì mình có đây rồi. Có hết rồi, từ từ co re 2 ngón đến co re 6 ngón. Còn độ nhạy thì có độ nhạy ghìm tay full ghi-zo, độ nhạy ISO cộng kết hợp ghìm tay luôn. Đấy. Thì cái này mình dán ở cái phần mô tả cho anh em copy về cho nó dễ nhá. Thì copy về dán vào thì xài thôi. Có setting của Lock Big Not nữa này, mình cũng đi săn về cho anh em này. Đấy. Thì anh em cứ dán vào là được thôi. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. I think I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way. Oh, y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Okay. Vậy thì còn cái gì anh em thắc mắc thì anh em cứ comment cho mình trả lời hết nhá. Nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh để mình tiếp tục làm những video bổ ích cho anh em nhá.